sao trồng trọt được luôn hả em? Dạ được chứ chị, nhưng mà phải chọn đúng giống xoài và chọn loại cây được dưỡng sẵn như thế này nha. Đầu tiên đó là giống xoài xanh Đài Loan. Giống này thì cho trái ăn sống ăn chín đều ngon. Trái khi sống sẽ có vị chua nhẹ nhưng mà giòn, còn trái khi chín sẽ có vị ngọt đậm, thịt mềm và đạt trọng lượng từ 1 đến 1,5 kg. Còn giống thứ hai đó là xoài Úc. Bên đây nè chị. Đây là giống xoài trồng chậu có tỷ lệ đậu trái cao nhất trong tất cả các giống. Cây có thể cho trái được 4 vụ một năm và ít gặp hiện tượng điếc trái do kén điều kiện trồng. Trái có hình dáng tròn, nặng từ 800 cho tới 1,5 kg. Trái khi chín có thịt dày, hạt lép, ít xơ và có vị ngọt đậm, đặc biệt vỏ ửng hồng, bắt mắt lắm nha chị. Và thứ ba đó là giống xoài Tứ Quý nha. Mà chị biết tại sao có tên là xoài Tứ Quý không? Tại vì giống này cho trái được quanh năm luôn đó. Đây là giống xoài sống ăn ngon hơn hẳn những giống xoài trên thị trường. Khi chín thì mềm, ngọt. Và cuối cùng, nữ hoàng của các giống xoài đó chính là xoài cá Hòa Lộc. Giống này khi chín có vị the đặc trưng mà không giống nào có được, thịt dày, vị ngọt liệm, ăn ngon lắm chị ơi. Có một lưu ý quan trọng, để trồng xoài ra trái được trong chậu, chúng ta phải lựa từ cây ghép. Và mình phải lựa chọn những cây dưỡng sẵn ổn định trong chậu như thế này. Không nên lựa chọn những dạng cây mới bấn từ đất vào, dễ bị hư hao. Mà chị biết sao không? Những cây xoài đang cho trái trong chậu như thế này, sau khi ra trái xong cần có chế độ chăm sóc đặc biệt để không bị suy cây. Nhưng mà chị yên tâm nha, khi mua hàng tại Hoàng Long thì ngoài đảm bảo chuẩn giống thì tụi em còn đồng hành hướng dẫn mình trong suốt quá trình trồng. Có vấn đề thắc mắc, chị cứ nhắn tin hỏi tụi em nha.